มเหสีอะระหังตถาคตโลพุทธโมสัพพะโรหิเจตถะโกโลกัสสะสัทธายยันดัมมะโกวิโดวันดามหันตังนะระปูเอยักังnhư lai giác ngộ pháp màu ngài bậc tri thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chăng tối thượng giáo chủ chư năng vô lượng tư đệ ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin đảnh lễ phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bất đi bồ vi giác tá sa sa thu nô lô ca nam mình tha sa vi na ca rô cô sa pa nhu bất thập bất ti phù thi sanh nhã tu vạn đa ma hành tăng na ra phù cha này giác cần pháp bảo vi nhân vạn như lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đầy dân phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sân khô với số thô số các tá sát xa quá cô sức khờ số cà mù quá đất hầm mà sức khắc cô niềm đà với sân xa đi hả nà đa rô quá rô quần đà má hành tầng nó ra phù cho này giác tầng tăng bảo trên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường rất tận nát tây gia tề che nát sắc kha mê tu vạ tha năng tát sa bi a nu pa we nát sa sa ye nát sắc chật tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô Bụt thầy gia phần tán dương ân đức tam bảo đã xong à, bây giờ chúng ta có thể đi vào buổi sinh hoạt của đạo tràng nha. Câu Phật ngôn 414 à, chúng tôi đưa bài học lên để cho quý vị thấy rõ. Yo y mang ba li ba thang đúc khăn. Yo y mang ba li ba thang đúc găng. Yo y mang ba li ba thang đúc găng. Câu số 2. Sang sa răng mô hát mắt chá gà. Sang sa răng mô hát mắt chá gà. Sang sa răng mô ha mắt cha gà. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 ha. Yô y măng ba li ba thăng đúc găng. Sang sa răng mô ha mắt cha gà. Yô y măng ba li ba thăng đúc găng. Sang sa răng mô ha mắt cha gà. Vô ý măng ba li ba thăng đúc găng sang sa răng mô ha mắt cha gà. Bây giờ câu 3, câu 4 ha. Tinh ngô ba ra gà tô cha yi. Tinh ngô ba ra gà tô cha yi. Tinh ngô ba ra gà tô cha yi. Số 4. A ni chô a ca thăng ca thi. A ni chô a ca thăng ca thi. A ni chô a ca thăng ca thi. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Tin no ba ra ga to cha yi a ne cho a ca thăng ca thi. Tin no ba ra ga to cha yi a ne cho a ca thăng ca thi. Tin no ba ra ga to cha yi a ne cho a ca thăng ca thi.
Bây giờ câu 5, câu 6. Anubhadaya nip puto Anubhadaya nip puto Anubhadaya nip puto Tamahang prumi brahmanang. Rồi ôn lại câu 5, câu 6. Anubhadaya nip puto tamahang prumi brahmanang anubhadayanip puto tamahang prumi brahmanang anubhadayanip puto tamahang prumi brahmanang. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại cái giọng đọc ha. Vô ý mong bá lý bá thân đúc gần sân xa răng mô hát mắt chá gà tình nô bà rá yá tô chá yi á nê chô á tá thân cá tì á nú bà đà yá nếp bú tô tâm á hăng rù mi prâm mát năng. Wow, đọc một hơi muốn đứt hơi luôn. Vậy thì chúng ta đọc sao ngay chỗ nó có hồn. Câu này chúng ta chia ra là hai, chia ra làm hai để giọng đọc của chúng ta được ổn định. Nhưng mà chia ra làm hai nhé, thì chúng ta thấy câu 1, câu 2 thì dễ rồi ha. Câu 3, câu 4 cũng dễ luôn, cũng dễ luôn. Câu 5, câu 6. Như vậy thì chúng ta đọc 3 hơi, một lần hai câu, đó là cách đọc dễ nhất. Vô ý mằng bá lý bá thằng đúc gần sân xa răng mô há mắt chá gà tin nô ba rắn tô cha di á nê chô á tá thằng cá thiền anu ba đà gia nít chú tô tâm hằng phù mít râm mát năng. Câu này một lần đọc hai câu thì chúng ta thấy rất là dễ ha, bởi vì cuối câu số 2 á, cuối câu số 4 á, nó cũng đều là trường âm, cho nên cái giọng đọc của câu này rất là dễ. Quý vị có thể đọc hai câu, đọc ba hơi, hoặc là quý vị có thể chia ra để đọc hai hơi ha. Ví dụ vô ý mong bất bất thần đúc gần sân xa răng mô há mắt chá gà tin nô ba rắc tô cha di a nê chô a các thần các thi a nô ba đà gia nếp bú tô tâm hằng bù mít bầm mát năng. Quý vị đọc hai hơi cũng tương đối dễ, tức là đọc một lần ba câu ha. Vô ý mong bá lý bá thân đúc gần sân xa răng mô há mắt chá gà tin nô ba rá tô cha di a nê chô a các thân các thi a nô ba đà gia nếp bú tô tâm hằng bù mi brahma năng. Đó là giọng kinh ha. Cái quan trọng của giọng kinh là trường âm và đoạn âm rõ ràng. Quý vị hoan hỷ ha, trường âm và đoạn âm rõ ràng. Chúng ta đọc sao mà quý vị nghe có lực, đó là điều quan trọng. Đó là giọng kinh. Tùy theo hơi sức của mình, hơi của quý vị yếu thì đọc hai câu, chúng ta đọc ba hơi. Hơi của quý vị tương đối ổn định thì đọc hai hơi ha, để sau chúng ta hoàn thành trường âm đoạn âm chuẩn. Đó là mục đích mà chúng ta đang theo dõi, đang học hỏi. Rồi bây giờ đó là giọng kinh, còn giọng kệ thì sao? Một câu 8 từ chúng ta chia làm hai, mà một lần thì chúng ta cũng đọc hai câu ha. Ở đây câu Phật ngôn này tương đối dễ. Vô y mong ba li ba thân đúc gần
sang sa răng mô hà mạch cha gà tín nô ba ra gà tô cha di anê chô á ca thăng ca thị anu ba đa gia niệm cụ tu tam hăng pru mi tâm ma năng yô y mong ba li ba thăng đục răng sang sa răng mô hà mắt cha gà tín lô ba ra gà tô cha di anê chô á ca thăng ca thị anu ba đa gia niệm pu tu hùng tam hăng pu mi brahm ma năng. Đọc lại lần nữa ha. Yo y mang ba li ba thang đục gang sang sa răng mô hà man cha gà tín lô ba ra gà tô cha di ngà nê cho á ca thăng ca thị a nu ba đa gia niệm pu tu hùng tam hăng pu mi brahm ma năng. Vượt đường nguy hiểm này, giáp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước, tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn. Rồi, bây giờ xin mời Sik Meta, Sik Kim, Sik Hạ. Nam Mô Bụt Thà Gia, Nam Mô Thầm Mà Gia, Nam Mô Sàng Khà Gia. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của con không? Dạ, con cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cùng chư Tôn Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 414. Vô y măng ba li ba thằng đục găng sang xa răng, mô há mắt cha gà. Tinh nô ba ra gác thô cha di a nê cho a ca thăng ca thi anu ba đa gia anu ba đa gia nít bu tô ta ma hằng bru mi brahm ma năng. Dạ, con đọc lại lần nữa, con đọc bài của ngài đi. Vô y măng ba li ba thằng đúc găng sang sa răng mô hà mắt cha gà tinh nô ba ra gà tô cha di a nê cho a ca thăng ca thi anu ba đa gia nip bu tô ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, ý đoạn âm mang trường âm đọc theo dấu nguyên âm. Ba lý ba là ba đoạn âm, thăng trường âm đọc theo dấu nguyên âm. Đúc trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo dấu nguyên âm. Sang trường âm đọc theo dấu nguyên âm. Sa trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo dấu nguyên âm. Mô trường âm thông thường, há đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Vô y măng ba li ba thằng đúc găng sang sa răng mô hà mắt chá ga. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tinh trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, ba trường âm thông thường, rá gá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, cha di hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nê chô hai trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, thăng trường âm đọc theo dấu nguyên âm, cá đoạn âm, thi trường âm thông thường, tinh nô ba ra ga tô cha di
a nê chô a ca thăng ca thi. Dạ con phân tích câu 5 và câu 6. Á nú là hai đoạn âm, ba đa là hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, níp trường âm nhấn, bú đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anu ba đa dây tô ta ma hằng pru mi brahma năng. Dạ con xin đọc lại hết bài. Vô y mang ba li ba thằng đúc văn sang sa răng mô ha mát cha ga tình nô ba ra ga tô cha di a nê cho a ca thằng ca thi anu ba đa gia nip u tô ta ma hằng pru mi brahma năng. Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước, tịch tịnh, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Vô y măng ba ly ba thăng đục văn sằng xa răng mốt ha mạch cha gà tịnh nô ba ra gà thô cha gì hà nê cho á ca thằng ca thì anu ba đa dạ nịp bù tô khả mang bố bị brahma năng. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào thầy xin ngài cùng đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con nhường mic cho cô Kim ạ. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú 414. Đáng lẽ cái bài này học kỳ vừa rồi thứ hai sư ha, mà sư nói phụ nữ đàn ông đấy sư, ra bây giờ mới học lại. Giờ con trả bài đi. Trời ơi, cô Nhật Quỳnh nghe rõ ha, cho có mười mấy cái số một luôn, âm thanh tuyệt vời. Ủa con nhiêu người nghe vậy ta? Một người, hai người, ba người. Ba người đủ rồi đó. Ai, trả bài đi, nói nhiều quá. Sư nói sư bữa nay sư đọc 6 câu luôn mà nó đọc nhiều hơn, rồi sư đọc một hơi luôn, ngầu thiệt cái sư. Sư còn mời sư đi uống nước chè cho thông cổ họng nghe sư. Sư uống nước chè hình nước cà phê vậy đó cho thông cổ họng nghe sư. Để cái này tụi con thanh toán hết cho sư. Mà người ta đọc từ từ, sư ngồi sư uống nước thôi sư. Đợt mém nhiều chuyện quá. Đọc biết đọc rồi, đọc có mấy phút là xong hả? Thôi tôi xuống cho cái đề men đọc nha. Để cho mời sư uống nước, để cho sư uống nước cho sư khỏe đó, ngồi nghe ok. Làm gì mà gấp dữ vậy? Nghe nghe nè. À, trời ơi, sư phốt bài cho con hả sư? Con cảm ơn sư nghe sư. Lần sau sư khỏi phốt bài. Chữ nhỏ lắm, máy con chữ nhỏ, con không có nhìn được đâu. Con viết trong tờ giấy con bự bành cái nái này nè. Đọc dễ hơn sư ơi. Thôi để con đọc để sư gầy con nữa. Rồi nói câu giờ nữa. Ok, con đọc nè. Con nha, sư nghe con đọc Kinh Pháp Cú câu 414. Để thở một chút cái đã, câu này dài quá à. Con không hơi dài giống như sư đâu. Vô ý măng pali ba thằng đúc gần sằng xà răng mồ ha mắt cha gà tình nô pha ra gà tô cha di a nê chô a ca thằng khá thị a nu pha đà gia nít bú tô ta ma hằng rù mi râm ma năng. Đọc lại một lần đó cho nó chắc em. Vô ý măng pali ba thằng đúc gần sằng xà răng mồ ha mắt cha gà
tình nô pa ra gat to cha di an e cho a ca thăng khát thi anu pa đà dân nít bú tô tam hằng rù mi rầm ma năng. Con phân tích ba câu lần đi sư, cho nó nhanh đó sư. Con phân tích câu 1, câu 2, câu 3 rồi lần rồi kế con phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Sư đừng nói con là làm loạn cào cào nha. Thường nó 4 câu giờ 6 câu rồi cưa nó làm đôi đó sư. Chia à, chai hia là chia 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 hai đó sư. Nó dễ hơn đó sư. À, con phân tích câu số 1, số 2, số 3 nha. Vô trường âm thông thường ý đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá lý bá ba đoạn âm thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhắn găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2 săn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mô trường âm thông thường, há đoạn âm, mách trường âm nhắn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường, tính trường âm nhắn, nô pa hai nô ba hai trường âm thông thường, rá giá hai đoạn âm, tô cha di ba trường âm thông thường. Con đọc lại câu 1, câu 2, câu 3 rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Vô ý măng pa li pa thằng gần sằng xà rằng mô ha mắt cha gà tình nô pa ra ga tô cha di an nê cho a ca thăng khát thi an u pa đà dân đích bú tô ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Phân tích câu 4, á đoạn âm, nê cho hai trường âm thông thường, á khá hai đoạn âm, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, thi trường âm thông thường. Câu số 5, á nú hai đoạn âm, pa đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, ních trường âm nhắn, bú đoạn âm, tô trường âm thông thường. Câu số 6, câu cúng cùi xưa là câu cuối cùng là dễ nhất á. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, ní đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con mà phân tích câu số 6 mà sai rồi sư chích chắc với sư á. Sư nói con nó chọc ghẹo nữa. Thôi bây giờ con đọc lại câu số 3, con đọc lại câu số 4, số 5, số 6 và đọc lại nguyên bài rồi ca kệ. Ane cho các thằng khách thì anupa đà danh nít vũ tổ tám hàng rù mi rầm năng. Vô ý măng pha li ba thằng đúc găng sang xà răng mô ha mắt cha gà tình nô pha ra gà tổ cha dì ane cho a ca thằng khách thì anupa đà danh nít vũ tổ tám hàng rù mi rầm ma năng. Vô ý măng pha li pa thằng đúc gần sằng xà rằng mô ha mắt cha gà tình nô pa ra gà tô cha di a nê chô a ca thằng khách thi a nú pa đà gia nít bú tô ta ma hằng rù mi rạm năng. Bây giờ ca kệ rồi mới đọc tiếng Việt. Vô ý măng pha li pa thằng đúc gần sằng xà rằng mô ha mắt cha gà tin no para ga to cha yi ane yo a ka thang kha ke anu pa da ya ne pu to ta ma hang ro mi ram ma nang yo i mang pa li pa thang duk gang sang sa rang mo ma ha ma cha ga tin no para ga to cha yi ane yo a ka thang kha ke anu para ya ni pu to ta ma hang ro ni ram ma nang. Vượt đường nguy hiểm này nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định không dục ái không nghi không chấp trước tịch tịnh ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Sư cho bà cái bông hướng dương này màu lavender lâu lắm rồi phải không sư? Chắc không có chuyện sai hay sư nha. Con cũng cảm ơn sư và mấy người cho bông qua nha. Mời quý vị kế tiếp. Dạ, yeah, cảm ơn quý vị nha. Sáng đỉnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đỉnh lễ chư Thức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 14 ạ. Yo y ma
Tăng Pa Di Tăng Đúc Khăn Sang Sa Răng Mô Ha Mắc Cha Gà Tin Nô Pát Ra Gà Tô Cha Chi A Nê Ta Ca Thăng Ca Thi A Nú Pa Đà Gia Mi Bú Tô Ta Ma Hằng Rô Mi Brahm Ma Năng Dô Y Y Mang Pa Di Tăng Sa Răng Mô Ha Mắc Cha Gà Tin Nô Pát Ra Akato chani aneto akathang kathi anupada chani putto chamahang rumi brahmana. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Yo imang palipathang dukkhang sarang mohamacchaga. Yo trưởng âm thông thường ý. Đoạn âm trưởng âm theo giọng nguyên âm pali. Pa đoạn âm thăng trường âm đọc theo giọng âm đúc trường âm nhấn âm đọc nguyên âm ạ. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa trường âm thông thường. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mô trường âm thông thường. Há đoạn âm. Mắc trường âm nhấn. Trá đoạn âm. Ga trường âm thông thường ạ. Con đọc lại câu 1, câu 2. Yo imang palipathang dukkhang sangsarang mohamacchaga tinno paragato chaji anecho akathang kathi. Tin trường âm nhấn, no trường âm, no pa là hai trường âm thông thường, ra ga là hai đoạn âm, to cha là hai trường âm thông thường, to cha chi là hai trường âm thông, chi là hai trường, ba trường âm thông thường ạ. Á đoạn âm nê chô là hai trường âm thông thường, á cá là hai đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường ạ. Tin nô pa ra ga tô cha chi a nê chô a ca thăng ca thi. Con đọc câu 3 và phân tích câu 3, câu 4 ạ. Anupada janiputto tamahang rumi brahmanam. Anu là hai đoạn âm, pada là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nip là trường âm nhấn, pú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Yo y mang pa li pa thang đúc khăn sang sa ram mô ha mát cha ga tin no pa ra ga to cha ji a ni cho a ca thang ca thi a nu pa da ja ni bu to ta ma hang ru mi brahm ma năng. Yo y mang pa li pa thang đúc khăn sang đúc gan sang sarang mô ha mát cha ga tin no pa ra ga to cha ji a ne cho a ca thang ca thi anupada cha ni pu to ta ma hang ru mi brahm ma năng. Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước, tịch tịnh, ta gọi bà la môn. Dạ con xin kể. Yo imang palipathang dukkhang sangsarang moha macchaga tinno paragato chaji anicco akathang kathi anupadaya niputo tamahang brumi brahmanang. Yo imang palipathang dukkhang sangsarang moha macchaga tinno paragato chaji akathang kathi anupadaya niputo tamahang brumi brahmanang. Dạ con bị kệ, bị sai tông. Con kính tri ân sư và quý đạo hữu. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ.
Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 414. Yo y mang palipa thang đúc găng sang xà răng mô ha mạch cha gà. Tinh nô pa ra gà tô cha di a nê cho a ca thang ca thi. Anupada janibuto tamahang rumiram manang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo, trường âm thông thường, ý, đoạn âm. Mang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pá, lý, pá, ba đoạn âm. Thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc, trường âm nhấn. Găng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa, trường âm thông thường. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mô, trường âm thông thường. Há, đoạn âm. Mắc, mách, trường âm nhấn. Chá, đoạn âm. Ga, trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yo y măng ta li ba thăng đúc găng sang xà răng mô ha mách cha ga. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Tinh, trường âm nhấn. Nô, pa, hai trường âm thông thường. Rá, gá, hai đoạn âm. Tô, cha, di, ba trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Nê, chô, hai trường âm thông thường. Á, cá, hai đoạn âm. Thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, đoạn âm. Thi, trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4. Tinh nô pa ra ga tô cha di a ne cho a ca thăng ca thi. Con xin phân tích câu 5, câu 6. Á nú hai đoạn âm. Pa đa hai trường âm thông thường. Giá đoạn âm. Níp trường âm nhấn. Bú đoạn âm. Tô trường âm thông thường. Tá má hai đoạn âm. Hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pru trường âm thông thường. Mí đoạn âm. Pram trường âm nhấn. Má đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 5, câu 6. Anupada janip buto tamahang ru mi ram ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 414. Yo y mang talita thăng đúc găng sang xà răng mô ha mạch cha ra tinh nô pa ra ga tô cha di a nê cho a ca thăng ca thi anu pa đà gia nít bu tô ta ma hăng ru ni ram ma năng yô y măng pa li pa thăng đúc găng sang xà răng mô hà mạch cha gà tính nô pra gà tô cha di a nê cho a ca thăng ca thi a nu pa đa ya ni pu tô ta ma hăng ru ni ram ma năng. Vượt đường nguy hiểm này nhiếp phục luân hồi si đến bờ kia thiền định không dục ái, không nghi, không chấp trước, tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ tuệ duyên, và con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú 414. Yo y mang pali pa thang đúc găng sam sa răng mô ha mách cha gà chin nô paragato cha di anecho akathangka thi anuppada yanipputo
Tamahang ru mi ram ma năng. Con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Yo y mang pali pa thang đúc găng sam sa răng mô ha mát cha ga. Yo là trường âm thông thường, ý là đổng âm, mang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pali pa là ba đổng âm, thăng là trường âm, thăng đúc găng là ba trường âm, sang sa răng là ba trường âm, mô ha mô là trường âm thông thường, má là đổng âm, mắt là trường âm nhấn, chá là đổn âm, ga là trường âm thông thường, chino pa là ba trường âm, rá gá là hai đổn âm, tô là trường âm, tô cha di là ba trường âm, á là đổn âm, nê chô là hai trường âm, á là đổn âm, cá là đổn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đổn âm, thi là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tino paragato cha di ane cho aka thăng ca ca thi ane cho aka thăng ca thi Anupadaya Nipputo Tamahang Rumi Rammanang. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Á là đổn âm, nú là đổn âm, pada là hai trường âm thông thường, giá là đổn âm, nip là trường âm nhấn, bú là đổn âm, tô là trường âm đọc theo dọc trường âm. Tô là trường âm thông thường. Tá má là hai đổn âm. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru là trường âm thông thường. Mí là đổn âm. Ram là trường âm nhấn. Má đổn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Yô y măng pa li pa thăng đúc găng sang sa răng mô ha mát cha ga tin nô Paragato cha di ane cho akathang ka thi anupadaya nipputo tamahang ru mi ram ma năng. Vượt đường nguy hiểm này nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định không dục ái không nghi không chấp trước tịch tịnh, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin cảm ơn Sư Trí Đức, con xin cảm ơn quý đạo hữu, con xin mời vị kế tiếp. Yo y măng bali bát thăng đúc găng sang sa răng mô ha mát cha gà tinh nô pa ra gát tô chi cha yi an nê cho a cát tăng cát thi anup ba da ya nít bút tô ta ma hằng bru ni pram ma năng Yo y măng bali bát thăng đúc găng sang sa răng mô ha mát cha gà tinh nô bà ra gắt tô cha di a nê chô a ca thăng ca thi a núp bà đà gia nít bút tô ta ma hằng bù mi bòm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Vô trường âm thông thường, ý đoạn âm măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm bá.
âm đức trường âm nhấn găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm sa trường âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm mô trường âm thông thường há đoạn âm mắt trường âm nhấn chá đoạn âm ga trường âm thông thường yo y mang ba li pat thằng đúc gần sằng xà rằng mồ há mắt cha gà. Còn phân tích câu 3-4 tinh trường âm nhấn nô ba hai trường âm thông thường rá cá hai đoạn âm tô trường âm thông thường cha trực di hai trường âm thông thường á đoạn âm nê chô hai trường âm thông thường á đoạn âm á cá hai đoạn âm thi trường âm thông thường á đoạn âm á nú hai đoạn âm ba đa hai trường âm thông thường giá đoạn âm nhất trường âm nhấn bú đoạn âm tô trường âm thông thường tá má hăng tá má hai đoạn âm hăng trường âm thông đọc cho giọng nguyên âm pru trường âm thông thường mí đoạn âm brum trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại nguyên bài. Yo y mang ba li pat thằng đúc gần sằng xà gần mồ ha mắt cha gà tinh nô ba ra gắt tổ trì cha gì a nề trồ a cát tăng cát thì sằng xà rằng bồ ha mắt cha gà tình nô bà ra gắt tổ trà dị a nề châu a cát tăng cát thì a núp bà đà gia núp bút tổ tam ma hằng rù mi trầm ma nằng vượt đường nguy hiểm này nhiếp phục luân hồi si đến bờ kia thiền định không dục ái không nghi không chấp trước tịch tình ta gọi bà la môn bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu con xin kể nhớ y măng ba li ba thăng đục gần sằng xa răng mô hà mật trà gà tinh nô ba ra gà tô trà gì a nê chô a cà tăng cà thị a nup ba đa con xin kính đảnh lễ Tam Lôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý bà và quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kệ 414. Yo y mang pa di pa thang du gan sam sa rang bo ha ma mắt cha gà tình nô bà ra gà tô sa cha di a nê chô a ca tăng ca thi a núp bà đài yà níp bú tô ta ma hằng bru mi pram ma năng
Dạ, con xin đọc lại. Yo imang palipang đọc được gần samsarang moha makchaga tinno paragato cha di a ne cho akatang akatang kari anupadaya nipputo tamahang prumi brahmanang. Con xin phân tách hai câu đầu ạ. Yo là trường âm thông thường, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo măng, là giọng nguyên âm. Tá lý tá thăng, tá lý bá là ba đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đức găng đức là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sằng xá răng mô ha ma cha gà sằng là trường âm đọc theo theo giọng nguyên âm, xa là trường âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mô là đoạn là trường âm, há là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Tính nô paragato cha cha di tính là trường âm. Trường âm nhấn, no là trường âm thông thường. Paragato, pa, pa, pa là trường âm thông thường. Rá là đoạn âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Cha là trường âm thông thường, di là trường âm thông thường. À, con xin đọc lại. Tinh no paragato cha di a ne cho a ca thăng ca thi a ne cho á là đoạn âm, ne là trường âm, cho là trường âm thông thường, ne cũng là trường âm thông thường, á cá là hai đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Và con xin đọc số 5, số 6 ạ. Anupadaya niputto tamahang prumi prakmanang. Á là đoạn âm, nú là đoạn âm, pa da là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nip là trường âm nhấn, bút là trường âm bút là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá má hăng, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru mí, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prak pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin kể ạ. Yo imang ka pa li pa thang được gần samsarang moha ma cha ga tinno paragato cha yi ane cho a ka thang ka thi anupada da ya nip buto tamahang pru prap manang tamahang pru mi pramanang. Con xin đọc lại. Yo imang ba li ba thang duk gan samsarang mo mak cha ga tino para ga to cha di ane cho a ka thang ka thi anupaya anupada ya nip buto tamang pru mi pramanang. Đến vượt đường nguy hiểm này nhất phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định không dục ái không nghi không chấp trước tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin hết và con xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con kính lễ với bà với cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin đọc phân tích và đọc câu pháp cú 414. Dù im mằng ba li ba thằng đúc gần sằng xa rằng mô ha mắc cha gà tình nô bà ra gà tô cha gì anê chô a ca thằng ca thì anu bà đà anu bà đà yan nip putto tamahang pru mi pram manang yo imang bali ba thang duk gang sang sa rang mo ha mak cha ga tinno ba ra ga to cha yi ane cho cho aka thang ka thi anu ba da ya nip putto tamahang pru mi pram manang. Dạ, con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của niệm từ không? Từ thấy đạo tràng em luôn. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô Từ Duyên, cảm ơn The Man, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Tình Tâm, cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn Tô Thị Phúng, cảm ơn Sức Việt Quỳnh. Dạ, bây giờ con xin phân tích câu pháp cú 441, câu 1 và câu 2. Yo imang balipa thang duk gang sang sa rang mohamak cha ga. Dạ, thứ một, yo là trường âm thông thường, ý là đoạn âm, mang là trường âm, âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá lý là hai đoạn âm. Bá lý bá là ba đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trước là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Tinno ba ragato cha yi ane cho akathangka kathi. Tin là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường. Ra gá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Cha yi gá là đoạn âm, tô cha yi là ba trường âm thông thường. Câu số 4, á là đoạn âm, nê, chô là hai trường âm thông thường, á, cá là hai đoạn âm, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3, câu số 4, 5 và câu số 6. Anubhadayanipputto tamahang bhumi brahmanang. Á là đoạn âm, nú là đoạn âm, ba đa là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, níp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ. Câu số 6, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Yo imang bali patang dukkhang sangsarang mohamak chaga tinno baragato jiya anejo akathang kathi anubadaya nipputto tamahang bhumi brahmanang yo imang bali batang dukkang sangsarang mahamacchaga
Tino ba ra ga to cha yi a ne cho a ka thang ka thi anu ba da ya nip puto tamang pu mi brahmanang. Dạ, con xin kệ câu 414. Yo imang ba li ba thang duk gang sang sa rang mo ha mang cha ga tino ba ra ga to ya yi ane cho a ka thang ka thi anubada ya nip pu to tamahang pu mi brahmanang. Vượt đường nguy hiểm này, nhất phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước tịch tịnh, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Bây giờ niệm từ xin mời bàn tay của Trần Phụng nhé. Sít Nam Mô Bích Tha Giáp. Dạ, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ với cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Cho con đọc bài cao kinh Pháp Cú 414. Vô ý măng Đa li ba thành Đúc khăn Sang sa răng Mô Há mát chá gà Tinh nô Ba Rá gá tô Chà di Ani chô a ca thành ca thầy Anu bà đà Yani bú tô A ma hằng rù mi rầm ma năng Dô ý măng Đa lì bá thành Đu khăn Sang sa răng Mô mô ha mát chá gà Tình nô Bà ra gá tô Chà dì Ani chô A ca thành ca thi Anu bà đà Gia ni bú tô Ta ma hằng rù mi rầm má nà rù. Dô y măng Ba lý ba thành Ba Ba lý ba thành Đu khăn Sang sa răng Mô Ha mắt chá gà Tình nô bà na gá tô Chà dì A ni chô a ca thành ca thi A nô bà đà Gia ni bú tô ta ma hằng rô mi râm ma nàng. Vượt đường nguy hiểm này Nhiếp phục luân hồi si Đến bờ kia thiền định Không dục ái không nghi Không chấp trước tịch tịnh Ta gọi bà La Môn. Con xin tri ân ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu để dịch. Nhà con xin xuống mic mời vị kế tiếp.
Dạ con xin đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 414. Vô y mằng Vô y mằng Pa y y bát thần đúc gần sang sa răng mô ha mắt cha gà tình nô bà ra gà tổ cha gì anh nề chồ a ca thằng cà thì anh nụ bà đà gia ni bu tổ ta ma hằng bru mi pram ma năng vô y mằng và vô y mằng ba li ba li ba thằng đúc cần sằng xa rằng mồ ha cha gà vô trường âm thông thường ý đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm ba đoạn âm ba li đoạn âm ba li ba ba đoạn âm thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm đúc trường âm nhấn căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm xa trường âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm mô trường âm thông thường há đoạn âm mắt trường âm nhấn chá đoạn âm ga trường âm thông thường vô y mằng và vô y mằng ba li ba thần đúc gần sằng xà rằng mô ha mắt cha gà tình nô bà ra gà tô cha di a nề chồ a ca thằng cà thì a ca thằng cách thì tình trường âm nhấn nô trường âm thông thường ba trường âm thông thường rá giá hai đoạn âm tô trường âm thông thường cha di hai trường âm thông thường á đoạn âm nê chô hai trường âm thông thường á cá hai đoạn âm thăng trường âm theo giọng nguyên âm cá đoạn âm thi trường âm thông thường á đoạn âm nú á nú hai đoạn âm ba đa hai trường âm thông thường giá đoạn âm nít trường âm nhấn bú đoạn âm tô trường âm thông thường tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm pru trường âm thông thường mí đoạn âm prum trường âm nhấn má đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm vô y mằng vô y mằng ba li ba thằng đúc gần sằng xà rằng mồ ha mắt cha gà tình nô bà ra gà tô cha di a nề chô a ca thằng ca thì a nu bà đà gia nít bu tô ta ma hằng pru mi pram ma năng vô y mằng ba li ba thằng đúc gần sằng xà rằng mồ ha mắt cha hát cha gà tình nô bà ra gà tô cha di a nề chô a ca thằng cà thì a nu bà đà gia nít bu tô ta ma hằng pru mi pram ma năng vô y mằng ba vô y mằng ba li ba thằng đúc gần sằng xà rằng mô ha mắt cha gà tình nô bà ra gà tô cha di a nề chô a ca thằng cà thì a ca thằng ca thì anu bà đà gia ni pu tô tham ma hằng pru mi tham ma năng vượt đường nguy hiểm này nhất phục luân hồi si đến bờ kia thiền định không dục ái không nghi không chấp trước tịch tịnh ta gọi bà la môn là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, xin xuống mic.
Dạ, con xin kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính lãnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con xin kính lãnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con xin kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc câu Pháp Cú 414. Dô y măng pa li pa thăng đúc khăn sẵn xa răng mô ha ma cha gà tin nô pa rác ca tô cha di a nê chô a ca thăng ca thi anu pa đà gia ni pu tô ta ma hăng rù mi pram ma năng Dô y măng pa li pa thăng đúc khăn sẵn xa răng mô ha ma cha gà tin nô bà ra ga tô cha di a nê chô a ca thăng ca di ca thi anu bà đà gia ni pu tô ta ma hằng ru mi pram ma năng Dạ, con xin được phân tích. Vô là trường âm thông thường, ý đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên, bá lý là hai đoạn âm, bá đoạn âm, thăng trường âm đọc theo nguyên âm, đúc trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mô trường âm thông thường, há đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường, tin trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, ba trường âm thông thường, rá gá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, cha trường âm thông thường, di trường âm thông thường, á đoạn âm, nê trường âm thông, nê chô hai trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, thăng trường âm thông thường, cá đoạn âm, thi trường âm thông thường, á đoạn âm, nú đoạn âm, pa đa hai trường âm thông thường, giá ní hai đoạn âm, bú đoạn âm, giá đoạn âm, níp trường âm nhấn, bú đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm nhấn, kru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đọc lại. Vô y măng pa li pa thăng đúc khăn sẵn xa răng mô ha ma cha gà tin nô ba ra ga tô cha di a nê chô a ca thăng ca di thi a nô ba đà gia ni pu tô ta ma hằng pru mi pram ma năng Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kính tri ân Sư Trí Đức, xin tri ân tất cả các anh chị em trong đạo tràng đã giúp đỡ. Con đã đọc xong, con xin được xuống bức. Con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Chúa Nước, con kính lãnh lễ nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép đọc kinh Pháp Âm 1. Vô ý bằng pha li pha thần đúng gần sang xa răng mô hâm mắt nô cha di a Ni thần cái năng một thông thường ý đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà phá lý phá phá ba thân trường âm theo giọng âm đọc theo sang trường âm đọc theo nguyên âm xa trường âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm mô trường há đoạn âm mắt trường âm nhấn chá đoạn đoạn âm ga trường âm thông thường vô y măng pa li pa thăng đúng răng sang sa răng mô ha mắt cha ra
câu 3, câu 4. Tin trường âm nguyên âm, nô trường âm thông thường, pha trường âm thông thường, rá gá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, cha di hai trường âm, á đoạn âm, nê trường âm thường, chô trường âm thông thường, á khá hai đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, thi trường âm thông thường. Tin nô pha ra gá tô cha di á nê chô á khá thăng khá thi. Câu 5 và 6. Á nước hai đoạn âm, pha đa, pha gia hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, nếp trường âm nhấn với đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá má hai đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhẫn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anupa ya anupa ya ya nếp bu tô tá má hằng bùn nếp râm má năng. Yo y mang pali patang duk kang sang sa rang muhammad cha ga tin no paragato ya yi anejo akhatang kati anupaya yanin puto tamahang bumi pramanang. Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục hồi, luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước, tịch tịnh. Ta gọi Bà La Môn, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép kệ. Dù y mang vai ba thân. Lúc khăn xa hô hà phao cha nhi. Dạ, đạo tràng cho con hỏi có nghe được âm thanh của con không? Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Sister Man, nói chuyện nghe rõ lắm mà tại sao mà im ru vậy? Hả? Nói được mà, người ta nghe. Rồi cái ông thầm nói này hả? Alo, Sister Man, có nghe rõ không?
Rồi đưa tay, nói lại ha. Alo, dạ cho con hỏi đạo tràng có nghe. Dạ, cho con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 414. Yoi mang bali ba thang đúc găng sang xa rằng mô ha mắt cha gà. Tinh nô bà ra gà tô cha dì a nê chô a ca thang ca thì. Anu bà đà giá nếp bú tô ta ma hàng phù mi rằm ma năng. Con phân tích câu 1 và câu 2. Dù ý mằng ba li ba thằng đúc găng sằng xà rằng mô ha mắt cha gà. Chữ vô là trường âm thông thường, chữ ý là đoạn âm, chữ măng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chữ bá lý bá là ba đoạn âm, chữ thăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chữ đúc là trường âm nhấn, chữ găng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chữ xăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chữ xa là trường âm thông thường, chữ răng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chữ mô là trường âm thông thường, chữ há là đoạn âm, chữ mách là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ ga là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Tinh nô bà ra gà tô cha dì á nê chô á cá thăng cá thì. Chữ tinh là trường âm nhấn, chữ nô trường âm thông thường, chữ ba trường âm thông thường, chữ rá với chữ gá là hai đoạn âm, chữ tô, chữ cha, chữ di là ba trường âm thông thường, chữ á là đoạn âm, chữ nê, chữ chô là hai trường âm thông thường, chữ á là đoạn âm, chữ cá là đoạn âm, chữ thăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chữ cá là đoạn âm, chữ thi là trường âm thông thường. Câu 5 và câu 6. Anu bà đà gia nếp bú tô ta ma hàng phù mi râm ma năng. Chữ á, chữ nú là hai đoạn âm, chữ ba, chữ đa là hai trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ nếp là trường âm nhấn, chữ bú là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại nguyên bài. Dù y mằng ba li ba thằng đúc găng sang xa rằng mô ha mắt cha gà. Tình nô bà ra gà tô cha dì a nê chùa ca thằng ca thì. Anu bà đà gia nếp bú tô ta ma hàng phù mi rầm ma năng. Dạ con xin xuống và xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 414 à. Yo y mang ba li ba thang đúc găng sang sa rằng mô ha mát cha gà tin nô ba ra gà tô cha di a nê chô a ca thang ca thi. Anu bà đà gia nếp bú tô ta ma hàng rù mi prâm ma năng. Dù y măng ba li ba thằng đúc găng sang xa răng mô ha mắt cha gà tin nô bà ra gà tô cha dì a nê chô a ca thằng ca thì a núp bà đà gia nếp bú tô ta ma hàng rù mi prâm ma năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Dô là trường âm thông thường, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, lý, bá là ba đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Yo y mằng ba li ba thằng đúc găng sang xa răng mô ha mắt cha gà. Số 3 và câu số 4. Tin nô bà ra gà tô cha di a nê chô a ca thằng ca thì. Tin là trường âm nhấn, nô ba là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gá là đoạn âm, tô cha di là ba trường âm thông thường, á là đoạn âm, nê,
chô là hai trường âm thông thường, á cá là hai đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Tino baragato cha di ane cho akathang kathi. Và câu số 5 và câu số 6. Anu bada yanip buto tamahang pru mi brahmanang. Á là đoạn âm, nu là đoạn âm, ba da là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nip là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anu bà đà gia nếp bú tô tá má hằng rù mi brum má năng. Dạ con xin đọc lại ạ. Yo imang bali bát thằng đúc gần sang xa rằng mô ha mát cha gà tình nô bà ra gà tô cha dì hằng cá thì. Anu bà đà gia nếp bú tô tá má hằng rù mi brum má năng. Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước, tịch tịnh, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô y măng ba li ba thăng đục khăn sang sa răng mô hà mạch cha gà. Tinno bara gato cha yi ane cho a ka thang ka thi anubada yanim buto ta mahang bru mi brahmanang. Dạ con đã đọc bài xong, dạ có sai con xin nhờ sư chỉnh sửa giùm. Dạ con xin kính mời cô tu nữ Tệ Duyên à. Sơ thủ lành thai. Cảm ơn cha Nhật Hạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và tự nhiên xin đọc bài kinh Pháp Cú số 414. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dù im mằng ba li ba thằng đúc gần sàng tà rằng mô há mát chá gà. Vô trường âm thông thường, ý đoạn âm, măng trường âm giọng nguyên âm, bá lý bá ba đoạn âm, thăng trường âm giọng nguyên âm, đúc trường âm nhấn, găng trường âm giọng nguyên âm, sân trường âm giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, răng trường âm giọng nguyên âm, mô trường âm thông thường, há đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chá đoạn âm, trường âm thông thường. Dù y măng ba li ba thăng đúc khăn sang sang xa răng mô há mắt chá gà. Đoạn 3 và 4. Tinh nô bà rá gát tô cha di an nê chô a cách thăng cách thì. Tinh trường âm nhấn. Nô bà, hai trường âm thông thường. Rá, gá, hai đoạn âm. Tô cha di, ba trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Nê chô, hai trường âm thông thường. Á cá, hai đoạn âm. Thăng trường âm giọng nguyên âm. Cá đoạn âm. Thi trường âm thông thường. Tinh nô bà rá gát tô cha di an nê chô a cách thăng cách thi. Đoạn 5 và 6. Anu bà đà danh nếp bút tô
Tamahang ru mi ramanang anu anu hai đoạn âm, ba đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, nip trường âm nhấn, bú đoạn âm, tô trường âm thông thường, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, ram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng âm giọng nguyên âm. Anubada yanibuto tamahang romidramanang yo imang balipathang dukgang sangsarang mohamacchaga tinno barakato chayi anecho akathang kathi anubada yanibuto tamahang romidramanang Yo yang ba li ba thang duk gang sang sa rang mo ma ham mat cha ga tin no ba ra ga to cha yi a ne cho a ka thang ka li Anubada yanibhuto tamahang rumiram manang Yoi mang bali badang dukgang sangsarang mong hamat jaga Tinno ba ra ga to cha di a le cho a ca thân ca thi anu ba da ya nip bu to ta mang ru mi ram ma nang vượt đường nguy hiểm này nhiếp phục luân hồi si đến bờ kia thiền định không dục ái không nghi không chấp trước tịch tịnh ta gọi bà la môn nhà phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu nhà bây tự nhiên đã kể xong à, chắc cuối cùng chỉ còn có thì xích Nhật Quỳnh hay là có phải không ạ à? Bây giờ tự nhiên kính mời dạ kính mời Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Nam mô Bích Tha giá một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Su Khá ơi, hôm nay Su Khá có cầm mít được không Khá? Dạ cảm ơn cô tu nữ tại duyên thích chăm men thích hoàn thành thích thiền vụ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Su Khá hôm nay có cầm mít được không? Cho Nhật Bình một tín hiệu máy Nhật Bình khóa sổ nha. Alo alo, rồi mời Su Khá cầm mít nha. Alo. Dạ. Con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con lên nhưng mà nó hơi bị ồn ồn vì mấy con kiki. Dạ con xin sám hối đạo tràng. Vâng, bây giờ dạ con đọc ạ. Dạ, trước tiên là con kính hành lễ Thượng tọa Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc ạ. Lâu lắm rồi, dạ con không nên giống con đọc được không ạ? Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 414 ạ. Dô y măng tát típ tát thăng đúc găng sang sa răng mô ha ma cha ga tin lô pa ra ga tô cha di a ni chu a ca thằng cắt thì a lu pa đà
Ratniputu Tamahang Rumiram Malang. Dù y măng bát tí bát thăng đúc găng sang xa răng mô hà mát chá gà tín nô bà rá gà tô chá dì á lê chô áp ká thăng ká thi á lú bà đà giá nít bút tô tâm má hằng rù mi rằm má lăng. Dù y măng bát tí bát thăng đúc găng sang xa răng mô hà mát chá gà tín nô bà rá gà tô chá dì á nê chô áp ká thăng ká thi á nô bà đà giá ní bú tô tâm má hằng rô mi răm má lăng. Dạ con xin dịch ạ. Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi. Si đến bờ kia, thiền định không dục ái, không nghi, không chấp được tịnh tịnh. Ta gọi bà Na Môn, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con không phân tích, dạ con chỉ đọc thôi ạ. Dạ con xin phép súng mic. Dạ con xin sám hối đạo tràng. Dạ có gì sai, dạ con kính xin sửa. Dạ lâu lắm rồi con không lên mic ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin súng mic ạ. Con kính mời cô Nhật Huỳnh nhân mic ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Con kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Thệ Duyên và kính lễ cô quý nữ trong đạo tràng. Và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 414. Dù y măng Bali thằng đúc thằng ham tin nô bara bara gato chi hari anek cho akat thằng ca thi anup anup badara nip bu tổ tam hằng rô mi ram ma nang. Hạ con thích câu 1. Rô y mang bal bali ba ba thằng đúc gằng đằng mồ ha mắc cha gà. Rô là trường âm thông thường, ý là đoàn âm, măng là trường âm đọc theo rộng nguyên âm, bá lý bá là ba đoàn âm, thăng là trường âm đọc theo rộng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo rộng nguyên âm, xăng là trường âm đọc theo rộng nguyên âm, xa là âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng âm và có ba ra trà thi nô thông thường, chi là đoàn âm, ha chi là hai trường âm thông thường, á là đoàn âm, nê chô là hai trường âm thông thường, á cá là hai đoàn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Câu 4 và câu 5. Anu bà đà gia nít bu tô
Tamahang ru mi ram ma năng. Á là đoạn âm, núp nú á nú là hai đoạn âm, ba đa là hai trường âm thông thường. Rá là đoạn âm, ni là trường âm nhấn, ú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm, tá má là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại toàn bài. Rô y măng ba li ba thằng đúc găng sang sa răng mô ha mắc mắc cha gà tin nô ba ra gà gà tô chi ha ri a nếch chô a cát thằng ca thi a nu ba đà ra nip bút tô ta ma hằng rô mi rằm ma năng. Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước tịnh tịch, ta gọi bà La Môn. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai thì mong Ngài Chí Đức và Đạo Tràng sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, xà thú, kính cảm ơn Quang Thành. Dạ, thỉnh Ngài trở lại Đạo Tràng, con kính dâng mít đến Ngài ạ. À, xà thủ, xà thủ. À, đây là một câu Phật ngôn tương đối dài và khó. Nhưng mà quý vị đã rất là nhiệt tình, nhất là Sĩ Quang Thanh ha. À, hôm nay cũng là một sự tiến bộ vượt bậc. Và quý vị đã vượt lên chính bản thân của mình. À, vẫn biết rằng có những cái điểm mà Sĩ Quang Thanh đọc hơi vấp. Nhưng mà cố gắng đi, rồi chúng ta sẽ vượt qua những trở ngại đó. Có những trở ngại chúng ta mới thành công. Và chúng ta sợ trở ngại thì chúng ta không làm được cái gì hết. À, cho nên cái tinh thần của quý vị chúng tôi rất là hoan nghênh. Bây giờ là 6 giờ 9 phút rồi. À, chúng ta sẽ đi vào tự vấn và hiểu cái duyên sự của câu Phật ngôn này như thế nào. À, quý vị hoan hỷ ha. Vô y mần ba li ba thần đúc gần. Câu đầu tiên có ý nghĩa thế nào với bốn từ này? Vô là người nào? Chữ y mần, y mần do cái từ ý đăng, đây là một đại từ nam tính, nhưng mà được chia theo đối các số ít đối tỷ giao của pháp tu về sau quá trình, cho nên chữ ý đăng biến thành ý mần. Ý mần là này ha, tức là người nào. À, vô ý mần tức là người này ha, người này. Bali ba thần do cái từ bali ba tha. À, và cái từ Pali Bát Tha này được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo vì phát tiết câu và trần ha, cho nên nó biến thành Pali Bát Thần. Pali Bát Thần có nghĩa là con đường hiểm trở, bởi vì chữ Bát Tha nó là một danh từ nam tính. A Karan Tháp Phùng Linh Gia. À, Bát Tha có nghĩa là con đường, nhưng mà có chữ Pali ở trước. À, thì ở đây nó là con đường hiểm trở. Rồi đúc gần, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ đú ở phía trước có nghĩa là khó, là xấu. Và chữ gần ở đây có nghĩa là do cái căn ngữ gầm, động từ gắt chặt đi có nghĩa là đi. Vậy thì đúc gân có nghĩa là con đường khó khăn, con đường hiểm trở, con đường khó khăn.
thì đục gần. Rồi tiếp theo câu số 2, để hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. Sân sa răng mô ha mắt cha gà, sân sa răng mô ha mắt cha gà. Câu số 2 có hai từ sân sa răng. Sân sa răng chúng ta thấy chữ sa ra, sa ra nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga, và tiếp đầu ngữ là chữ sân. Sân có nghĩa là hoàn toàn tự mình, và cái từ sa ra này được chia theo đối cách số ít đối tỷ hao người pháp thứ hai câu quan trọng ha, danh chữ sa ra biến thành sa răng. Và sa ra sa răng có nghĩa là luân chuyển trôi chảy. Vậy thì sân sa răng có nghĩa là sự luân hồi, sự luân hồi, cứ luân chuyển nhau mãi mãi, cho nên gọi là luân hồi. Rồi tiếp theo Muhammad Chaga, Muhammad Chaga do cái từ Mohan cộng với Ach Chaga. Mohan do từ Moha, Moha là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Nhưng mà chữ Moha này được chia theo đối cách số ít đối tỷ giáo quy pháp thế câu quan trọng hạ, cho nên Moha biến thành Mohan. Mô hăng là si mê. Rồi Achaga, Achaga ở đây nó là một động từ số ít. Achaga do cái động từ Ati cộng với căn ngữ gầm. Achaga có nghĩa là đã vượt qua, đã vượt qua. Vậy thì Muhammad Chaga, Muhammad Chaga tức là đã vượt qua si mê, đã vượt qua si mê. Vậy thì ở đây này vô ý mằng ba li ba thằng đúc gần sân xa rằng mồ ha mắt chạy gà, người nào đã vượt qua khỏi khó khăn sự luân hồi si mê là người đã vượt qua. Alo, còn nghe không? Hai câu này có ý nghĩa là người nào đã vượt qua khỏi con đường hiểm trở khó khăn sự luân hồi si mê. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3, câu số 4. Câu số 3, câu số 4. Tino ba ragato cha yi anecho akathang kathi. Câu số 3, câu số 4, hai câu bổ sung ý nghĩa. Rồi từng câu một ha. Tino ba ragato cha yi. Tino do cái từ tinna, nó là một danh từ âm tính, akaranta pumlinga. Nhưng mà chữ tinna này nó được đứng làm chủ từ số ít và tham á hay câu quá trình áo quyệt phát tí, cho nên tinh á biến thành tinh nô. Tinh nô là đã vượt qua. Ba ra gà tô do hai từ ba ra cộng với gà tô.
Bara nó là một danh từ trung tính, Akranta nó cùng sắc và linh ra. Bara là bờ kia, Bara là bờ kia. Rồi chữ Gato do cái từ Gata. Gata là một cái dạng quá khứ phân từ của cái động từ Gacchati, có nghĩa là đã đi đến. Paragato có nghĩa là đã đi đến bờ kia. Paragato đã đi đến bờ kia. Chữ cha gì cha gì do cái từ cha gia, nhưng mà ở đây sở hữu cấp của chữ từ cha gia nó có nghĩa là sở hữu cấp, tức là cha thí vị pháp thí hệ câu quá trình hai cho nên cha gia biến thành cha gì của thiền hoặc là có thiền ha, của những người mà chứng đắc thiền, cha gì ha. Rồi tiếp theo anecho akathang kathi, anecho akathang kathi, anecho chúng ta thấy tiếp đồng ngữ anh là phía trước, có nghĩa là không. Echo do cái từ echa, echa là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Echa có nghĩa là tham ái, nhưng mà chữ echa này đứng làm chủ từ số ít, bathama ngày câu với chân áo vipati, cho nên echa biến thành echo. Anecho ở đây có nghĩa là không tham ái, không tham ái. Rồi akathang kathi, chữ kathang là thế nào, kathi là có lời nói. Vậy thì akathang kathi tức là ở đây nó như là một cái nhóm từ, một thành ngữ. Akathang kathi tức là không còn nghi ngờ, bởi vì chị á ở phía trước có nghĩa là không. Akathang kathi là không còn nghi ngờ. Và cái câu cuối anupada yanipputo, anupada yanipputo, anupada ya, đây là một động từ bất biến. Động từ bất biến này có tiếp đồng ngữ anh là biết chớ, có nghĩa là không. Rồi upada ya do cái động từ upadiyati, upadiyati có nghĩa là dính mắc bám víu, dính mắt bám víu. Nhưng mà cái động từ này nó ngữ anh ở phía trước có nghĩa là không. Vậy thì anupadaya có nghĩa là không chấp thủ, không chấp thủ. Và nipputo, nipputo, nipputo do cái động từ nipati có nghĩa là thổi, có nghĩa là thổi. Nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ từ số ít, bathama nghe câu quá trình nào vipati, và trong cái dạng quá khứ phân từ này nipputo có nghĩa là đã được an tịnh. Mà đã được an tịnh thì đó chính là niết bàn. Và câu cuối cùng tamahang pru mi brahma năng, ta gọi vị ấy là
Bà La Môn. Câu Phật ngôn 414 cho chúng ta ý nghĩa: người nào đã vượt qua khỏi con đường hiểm trở khó đi, sự luân hồi si mê, là người đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, có thiền, không tham ái, không còn nghi ngờ, không còn chấp thủ, niết bàn. Tôi gọi vị ấy là Bà La Môn. Người nào đã vượt qua khỏi con đường hiểm trở đi, sự luân hồi si mê, là người đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, có thiền, không tham ái, không còn nghi ngờ, không chấp thủ, niết bàn. Tôi gọi vị ấy là Bà La Môn. Câu Phật ngôn 414 được Ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát: vốn lầy này đã bước ra con đường nguy hiểm, thoát xa luân hồi đại dương, đời sống dạt dào, xuyên qua đi khỏi ba đào sân si, cắt lìa ái dục hoài nghi, tịch tịnh vô trước, thoát ly mọi miền, chẳng còn đâu nữa tùy miên. Nhân vật như vậy vinh hiền Bà La Môn. Vũng lầy này đã bước ra con đường nguy hiểm, thoát xa hồi nào đại dương, đời sống dạt dào, xuyên qua đi khỏi ba đào sân si, các lìa ái dục hoài nghi, tịch tịnh vô trước, thoát ly mọi miền, chẳng còn đâu nữa tùy miên. Nhân vật như vậy vinh hiền Bà La Môn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đọc phổ thơ Ngũ Ngôn rất là ngắn gọn: vượt đường nguy hiểm này như phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước, tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn. Vượt đường nguy hiểm này như phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước, tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn. Rất là ngắn gọn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe duyên sự câu Phật ngôn này, tại sao nó dài mà nó rắc rối vậy. Câu Phật ngôn 414 nói về Ngài Siva Ly. Khi mà Đức Phật ngự tại Pundilo Koliya ha, đây là một khu rừng tên là Pundathana, và Ngài đã đề cập đến Ngài trưởng lão Siwali. Ngài nói lên cái pháp thoại: khi mà nàng Supawasa là con gái của dòng sắc đế lị Koliya, tức là đây là một công chúa ha, thì vị công chúa này mang thai đến 7 năm 7 tháng và 7 ngày mới sinh nở, thì cô ta chịu nhiều sự thống khổ. Công chúa Supawasa nhấn lại với sự thống khổ do suy niệm về ba điều. Cái điều thứ nhất, Đức Phật Ngài thuyết pháp để đoạn trừ khổ của cái sắc thân này. Ngài là bậc tự giác viên mãn. Bởi vì chính bản thân mình chịu khổ 7 năm, 7 tháng, 7 ngày mang thai, cái này do cái sắc thân này ha. Đức Phật Ngài đoạn trừ khổ, khổ do sắc thân, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tăng chúng là những người thực hành để đoạn trừ khổ của sắc thân này. Các vị ấy cũng đã thực hành một cách chân chánh, tức là chế ngự cái thân này. Mưa nắng gắn rít mũi mọc ở trong rừng, trong núi để thực hành phạm hạnh, cũng vì chính cái bản thân này mà khổ. Cho nên đây là cái điều thứ hai mà nàng Supawasa đã suy nghĩ đến chi tâm, đã thực hành không nài cái sự khổ cực của bản thân. Và cái điều thứ ba, khổ như thế này chẳng có trong Niết Bàn. Niết Bàn là nơi an lạc tuyệt đối. Một cái sự tin tưởng của nàng Supawasa, khổ thì phải có sự không khổ. Mà không khổ này chỉ có
Niết bàn năng phát lập măng su khăn chỉ có trong cảnh giới của Niết bàn. Chính vì vậy cho nên công chúa mới bảo người chồng hãy đến đến lễ Bậc Đạo Sư, đến lễ Ngài, rồi nhân danh của em mà nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nàng Suppawasa đến lễ Đức Thế Tôn, nàng đang khổ khổ, mong sự an lạc sẽ đến với nàng. Chồng của nàng Suppawasa theo lời dạy của vợ đi đến Bậc Đạo Sư và trình bày như vậy. Có nghĩa là xin cho nàng Suppawasa, con gái của dòng Cố Lì Giá, được sự an lạc vô bệnh, hạ sanh được hài nhi một cách an toàn. Đức Phật đã nói với chồng của công chúa Suppawasa: xin cho nàng Suppawasa, con gái dòng Cố Lì Giá, được an lạc vô bệnh, hạ sanh được hài nhi an toàn. Và do oai lực của Phật bảo, nàng Suppawasa hạ sanh được hài nhi an toàn, mọi sự thống khổ tiêu tan, cho nên cô ta vô cùng hoan hỷ. Nàng Suppawasa cúng thỉnh Đức Phật và chư tăng đến thọ thực nơi tư dinh của nàng trọn cả 7 ngày. Công tử Sivadhi dùng cái ống lọc nước lọc lấy nước dân cúng đến chư tăng. Chán nản với thế tục quá nhiều sự khổ đau, cho nên khi công tử Sivadhi nhớ lại cái nơi thai bào mà mình đã chịu khổ suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày, công tử Sivadhi đã xin cha mẹ cho mình được xuất gia. Và ngài chứng A-la-hán khi mà vừa cạo tóc xong. Một hôm các vị tỳ kheo ngồi bàn luận với nhau trong giảng đường: Này chư hiền, các vị hãy xem, cái vị tỳ kheo đầy đủ duyên lành chứng đắc thánh quả A-la-hán như thế mà phải chịu khổ trong bụng mẹ suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày thì còn nói gì đến những người khác. Giờ đây cái khổ cái vị tỳ kheo ấy đã đoạn tận rồi. Và khi Đức Phật ngự đến phán hỏi: Này chư tỳ kheo, các ngươi đang ngồi đây bàn luận về vấn đề gì? Thì các vị tỳ kheo mới đem cái sự việc của ngài Sivadhi đem ra để mà luận bàn. Khi nghe như vậy thì Đức Phật nói: Này chư tỳ kheo, đúng thật là như vậy, con của Như Lai đã thoát khỏi mọi đau khổ, bây giờ thì đã niết bàn rồi. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 414 này, có nghĩa là vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước, tịch định, ta gọi Bà La Môn. Thì ở đây 7 năm 7 tháng 7 ngày, một cái hành trình mà đau khổ của một cái thai bào, thì ám chỉ về ngài Sivadhi, một cái vị tỳ kheo đã vượt qua một đoạn đường đau khổ, tức là qua cái hầm của phiền não, của ái dục, vượt qua một cái sự luân hồi mà chính trong cái thai bào, chính trong bụng của người mẹ, và lấy đó để quán niệm và chứng đắc được thánh quả A-la-hán khi mà vừa mới cạo tóc. Thì những ai đã đi đến bờ kia an tịnh theo một sự tuần tự với một cái sự tịch tịnh của hai loại thiền định, tức là thiền chỉ và thiền quán, thì ở đây người gọi là không phiền não rung động vì cái tâm không còn ái dục, gọi là không còn hoài nghi để mà nói lên vì không còn phải nói những cái gì nữa, tức là thiền và ác cái nặng để đặt xuống và không còn chấp thủ, thì Đức Phật gọi đó là một vị Bà La Môn. Và quý vị thấy rằng kiếp sống của một cái vị A La Hán kiếp cuối cùng thì luôn luôn đầy những sự khổ đau, đầy những sự khổ đau nó trả quả.
à, nó trải qua rất là khủng khiếp. Quý vị thấy vị Sa Di Sanh Kiết Giá 7 tuổi chứng đắc thành quả A La Hán, mà cái kiếp cuối cùng của ngài là nằm trên giàn thiêu, thiêu người mẹ cháy, nhưng mà nơi cái bụng của người mẹ đó thì còn cái thai nhi không có cháy. Cho nên những người mà họ thiêu sáng đó, họ dùng những cây đòn sóc họ đâm vô để cho nó thiêu cho nó dễ cháy vô mau. Thì khi đâm vô như vậy thì trúng cái cặp mắt của ngài, có một cái sẹo trên nó gọi là sanh kiết giá. Và khi mà đâm như vậy thì cái bụng nó được mở ra và đứa trẻ vẫn còn sống. Quý vị thấy kiếp cuối cùng rất là thần kỳ ha. Rồi trường hợp kiếp cuối cùng cũng phải trải nghiệm, ví dụ như một vị A-la-hán như là ngài Bụt Kiền Liên ha, nhưng mà cái chết của ngài vì cái xác thân này, vì cái ngũ uẩn này phải chịu trả cái nghiệp. Nói hay vậy mà cũng chịu nghe, ghê quá kìa. Cái kim nó ghê quá mà sĩ khà nó không thèm nghe. Thôi bây giờ tổng kết lại ha, câu Phật ngôn 414. Nằm trong bụng mẹ 7 năm hơn, minh sát khổ sầu thấu lý chơn, tuổi trẻ xuất gia thành thánh quả, với vòng sanh tử của phàm nhân, đã đến bờ kia chứng niết bàn, không còn nghi vọng chủ tâm an, trú trong thiền định không tham ái, Phật gọi là Bà La Môn vẹn toàn. Như vậy thì câu Phật ngôn này đã kết thúc, và cũng đúng thời gian ha, dư nữa nha, lô hết 4 phút. Với duyên sự này, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin quan lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha qua che na so ti vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Quý vị thông cảm ha, ngày mai là cái ngày mà coi tu tập hàng tháng của ở dưới chùa dưới đất, cho nên chúng tôi cũng hơi bận rộn, có gì sơ suất thì xin quý vị quan hỷ ha. Rồi xin mời sĩ Ca Nhật Quỳnh, sĩ Hồng Nhật nhé, đang kết thúc cuộc sinh hoạt.